Bác sĩ ơi, peel da có phải lột da không ạ? À? Chính xác, peel da chính là lột da đấy các bạn ạ. Tuy nhiên, lột da ở đây chính là lột da có kiểm soát ở ngưỡng an toàn và nó mang lại rất nhiều lợi ích cho làn da của bạn mà không phải là làm làn da của bạn bị mỏng đi, yếu đi và nhạy cảm hơn. Các hoạt chất mà sử dụng trong peel da thì thông thường vẫn là những hoạt chất mà các bạn sử dụng để chăm sóc da hàng ngày, bao gồm một số loại axit hoa quả, ví dụ như axit lactic này, citric acid này, glycolic acid, vân vân. Và nồng độ các hoạt chất này sử dụng trong peel sẽ cao hơn rất nhiều so với việc các bạn sử dụng các hoạt chất này thông thường trên da hàng ngày. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn an toàn với điều kiện chúng cần được thực hiện bởi người có chuyên môn. Các bác sĩ sẽ nắm bắt được hoạt chất này là gì, tiền cuối lâm sàng ra sao, quy trình điều trị như thế nào, hoạt chất này có cần trung hòa hay không, chống chỉ định ra sao. Và các bác sĩ sẽ là người xác định được làn da của bạn đang cần gì nhất để lựa chọn hoạt chất phù hợp cho làn da của bạn. Không phải peel nào cũng giống nhau, peel hoàn toàn khác nhau, tùy vào vấn đề của bạn đang gặp là gì. Một số tác dụng của peel bao gồm: số 1, chống viêm, chủ yếu sử dụng trong điều trị mụn trứng cá. Số 2, trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn, tăng sinh collagen, glycosaminoglycan, ức chế sắc tố, làm bong bạt các đốm sắc tố ở trên da của mình, cụ thể trong điều trị rám má và đồi mồi, tàn nhang. Nếu các bạn muốn bổ sung thêm peel vào chương trình chăm sóc da của mình, hãy đến các phòng khám để thực hiện peel một cách chuẩn y khoa nhất.